Khi lớn lên thì tôi luôn luôn có một cái ước mong là được đi ra thế giới, được nhìn thấy những cái nền văn hóa khác. Tuy nhiên là cái điều kiện gia đình kinh tế thì không cho phép, cho nên phải đến năm 24 tuổi sau khi mà tốt nghiệp đại học đi làm thì lúc đó tôi mới có cơ hội để được đi ra nước ngoài. Năm 2006 thì tôi chuyển lên London sống và để làm việc cho Tổ chức Nhập cư Thế giới IOM, tham gia vào hai chương trình là chương trình giúp người nhập cư hợp pháp và giúp người nhập cư bất hợp pháp trở về nước của mình và để tham gia lại vào cái cộng đồng của mình. Qua cái công việc của IOM, tôi cảm thấy rằng là không phải ai đến nước Anh này cũng có một cái con đường thuận lợi như những sinh viên du học như chúng tôi, mà họ đến nước Anh bởi bằng nhiều con đường khác nhau. Và khi đến nước Anh, có thể họ nhận ra rằng là đây không phải là thiên đường, có thể cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu như quay trở về đất nước của mình. Thực ra, Việt Nam vẫn là nước thứ hai sau Afghanistan là có nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhất vào nước Anh. Phần lớn người nhập cư Việt Nam vào nước Anh là với cái mong muốn là có thể thiết lập được một cuộc sống hợp pháp. Tuy nhiên, có rất nhiều những người đi qua con đường nhập cư bất hợp pháp hoặc là nạn nhân của buôn lậu người sang đây để tham gia vào những cái hoạt động bất hợp pháp. Cho nên khi họ được tiếp cận thì họ sẽ rất muốn quay trở về Việt Nam. Quan hệ Anh Việt thì luôn luôn là rất là quan trọng đối với tôi, bởi vì bản thân tôi rất yêu nước Anh và tôi muốn nhiều người Việt Nam biết đến nước Anh hơn, cho nên tôi luôn có một cái niềm mong muốn là làm thế nào mà mình có được những cái hoạt động mà có thể kết nối giữa cái nền văn hóa Việt Nam của mình và cái nền văn hóa Anh. Chính vì vậy mà tôi quyết định là mình sẽ làm kinh doanh là đưa cái nền ẩm thực đường phố của Việt Nam vào nước Anh. Bởi vì khi mà mở một cái quán ăn, tôi nấu các cái món ăn đường phố Việt Nam cho những người Anh sống ở trong khu vực, và khi họ đến ăn và họ nói rằng là cái bánh kẹp ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Điều như thế làm cho tôi cảm thấy là văn hóa Việt Nam còn rất nhiều để có thể chia sẻ với người Anh, và khi người Anh khi họ tiếp xúc với văn hóa của Việt Nam trên tại nước Anh sẽ khuyến khích cho họ có được cái niềm đam mê là tới Việt Nam, tham quan Việt Nam và nhìn thấy Việt Nam tận mắt. Từ năm 2017, tôi bắt đầu tổ chức chương trình trại hè cho học sinh cấp 2 để sang tham quan nước Anh. Thì các em có được sự lựa chọn đến trại hè của rất nhiều các thành phố như là London hay là Brighton, Windsor, Cambridge, Oxford. Học sinh Việt Nam tiếp cận với cái văn hóa của nước Anh càng sớm thì các em sẽ có cái cơ hội để quyết định được cho mình cái hướng đi trong tương lai. Và thực sự mà nói là khi sang tiếp xúc với cái nền văn hóa nước Anh và cái môi trường của nước Anh, khi mà hàng ngày các em được dành phần lớn thời gian ở bên ngoài trời chứ không phải là ở trong nhà hay là chơi điện tử hay là phải đi siêu thị, thì các em cảm thấy là cái môi trường này là một cái môi trường cực kỳ tốt cho giới trẻ. Những cái mà các em thu được nhiều nhất lại là những cái kiến thức về văn hóa, về cái cách cư xử. Bởi vì là khi ở Việt Nam, các em thường là từ những cái gia đình khá giả, nên các em có người giúp việc, các em có ông bà được chăm sóc rất nhiều, nên bố mẹ thường là rất lo là con mình sang sẽ không tự chăm sóc được bản thân mình. Tuy nhiên khi các em sang đây, các em được đưa vào một cái môi trường mà em phải tự lập, thì tất cả các em đều làm được. Ngoài ra, khi ở cái văn hóa Việt Nam là thường bố mẹ hay đấu tranh cho con để cho con mình phải được là nhất, được những cái tốt nhất. Tuy nhiên, cái văn hóa khi sang bên Anh học thì các em phải biết mình là một người trong một cái nhóm rất là lớn và mỗi người có một cái vị trí khác nhau, không phải ai cũng sẽ là người đứng đầu. Cho nên nếu như mình có thể đóng góp được cái khả năng của mình vào những cái thành công chung của cả nhóm thì sẽ tốt hơn là đấu tranh để mình là người đứng thứ nhất. Cho nên khi các em học được những cái bài học đó rồi, đấy mới là điều quan trọng nhất.